hôm nay em xin giới thiệu đến cho quý anh chị và các bạn hai lô đất. Mỗi lô bề ngang là 5m và chiều dài là 32m. Tại vị trí là ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hành Bắc, huyện Đức Hòa của tỉnh Long An. Thì phía trước mình đây là vị trí của hai lô đất mà hôm nay em muốn giới thiệu đến cho quý khách hàng cùng xem ha. Chỉ cách tỉnh lộ 9 tầm 300m thôi thì mình vào đến hai lô đất của mình rồi. Thì hai lô đất này hiện tại đã có sổ hồng riêng và có thể vay được ngân hàng. Nếu như mình không đủ tài chính để mua như vậy thì mình có thể bên em sẽ có hỗ trợ cho quý anh chị vay để mà mua. Đây, phía trước của mình là có một dự án rồi. Dự án khu dân cư. Đây. Thì kế bên cái dự án này là có hai lô đất của chủ gửi cho em được rao bán trong ngày hôm nay. Đây, trước mặt mình đây là một cái dự án. Đây rồi. Chạy thẳng tới cổng dự án luôn anh. Đây, trước mặt của mình đây là một cái dự án. Dự án của chủ đầu tư Đồng Hoàng ha. Đây. Đây. Đây, trước mặt quý anh chị đây là một dự án Game Garden ha. Thì lô đất của mình nằm kế bên dự án này tầm mấy chục mét thôi. Bây giờ em sẽ di chuyển vào phía trong cho mọi người cùng coi. Thì trong này là có một vị khách gửi cho mình hai lô đất ở trong này ha. Là bề ngang là được 5m, sâu vô 32m. Tổng là 165m². Đây, khu vực trong này. Đường thì hiện tại là đường đang rải đá xanh nha quý anh chị. Đây, đường đang rải đá xanh đây. Thì kế bên mình là dự án. Và kế bên kia là một dự án Cát Tường Phú Sinh nữa. Và dự án Hamilton. Bán kính trong khu vực này tầm 3km trở lại thì rất nhiều dự án khu dân cư chuẩn bị trở về đây ở rất là nhiều và xây dựng ha. Đây, em sẽ di chuyển vào phía trong cho mọi người cùng xem ha. Tại hôm nay em đi ô tô á, nên đâm ra là không có chạy vào đất luôn được. Xíu nữa quay đầu nó hơi khó, tại vì mới biết tập lái nên không có chạy vào bên trong này làm gì hết. Thì em sẽ di chuyển đi bộ vào. Đây nha mọi người. Thì hiện tại là em đã di chuyển vào bên trong và đã tới vị trí của hai nền đất cần bán. Đây, hai nền đất cần bán đây. Đây, thì đã cắm cột sẵn rồi. Cắm cột sẵn rồi. Bề ngang thì được 5m, sâu vô 32m, tầm 160m². Đây, từ cái cột này coi bên cột bên kia là bề ngang 5m ha, hai lô là bề ngang 10m, sâu vô bên trong là 32m. Thì hiện tại là chủ kêu bán là 8 triệu rưỡi một mét vuông nha quý vị. 8 triệu rưỡi một mét vuông. Thì so với cái khu vực mà lân cận đây cách đây khoảng 300-400m á thì cái giá này khá ổn, còn bên xung quanh mình đó là 10 triệu, 17 triệu, 16 triệu có, tùy theo đường nữa ha. Thì hiện tại con đường trước đất của mình đó là 3,5m, xe ô tô vẫn có thể vào được, nhưng mà đường dự phóng nó lên là 8m nha quý vị. Khi mà làm đường á thì đường sẽ vào lộ giới là 8m. Mình xây dựng cũng phải chừa lộ giới. Thì trong bản vẽ trong sổ là nó cũng sẽ chừa lộ giới cho mình rồi. Đây, trước mặt những lô đất này á là có dự án thì có trung tâm thương mại luôn này. Đó. Và dự án trước mặt mình đang triển khai làm ha. Cách mình khoảng vài chục mét thôi. Nếu như anh chị nào mà bây giờ có nguồn vốn muốn đầu tư
khoảng trên 1 tỷ một xíu, tầm 1 tỷ 3 thôi, có thể mua được lô đất này rồi. Thổ cư, sổ hồng riêng, xây dựng tự do ha. Khu vực này thì mình có thể xây dựng tự do. Đây, vì giờ đất còn trống nên mình có thể sử dụng để trồng các lương thực thực phẩm. Đây, trước mặt mình là dự án luôn ha. Lô đất có vị trí nằm khá đẹp, là xung quanh mình là rất là nhiều dự án lớn. À, kế bên là các tường Phú Sinh, Game Garden hay là Hamilton Garden, rất là nhiều. Thì ở đây cũng được khoảng tầm 15 16 lô á quý vị. Đây, cứ một lô là được cắm cột mốc rồi. Đây, kéo dài qua đây cũng được cắm cột mốc. Mỗi lô đã được đánh dấu, có bản vẽ cắm mốc rồi hết rồi. Đây. Thì cái này là ấp Rừng Sến, tỉnh lộ 9, từ đây mình ra tỉnh lộ 9 rất là gần. Sạc một cái là ra tỉnh lộ 9 thôi, đường thông ha. Đường thông bằng cờ luôn, mình có thể đi nhiều đường vào đây được. Giá khá là rẻ so với cái thị trường ở ở huyện Đức Hòa tại thời điểm hiện tại bây giờ, là so với những cái lô đất này chủ muốn bán thu hồi vốn với giá 8,5 triệu một mét vuông ha. 8,5 triệu một mét vuông, sở hữu ngay một cái nền đất tuyệt đẹp, đã có sổ hồng riêng ha. Khu vực này muốn có sổ hồng riêng thì cũng hiếm có lô nào có sổ hồng riêng mà được nè. Bề ngang 5m và sâu vào 32m. Đường dự phóng 8m đã thể hiện trên sổ và bản vẽ trong trích lục địa chính rồi ha. Đây, bao quát tổng thể ha. Đã có cơ chế huyện Đức Hòa lên thành phố, chủ trương đã có luôn rồi ha. Đây, dự án này mà phát triển lên này thì kế bên mình là khá sầm uất luôn. Hiện tại cái giá này bán rất là rẻ so với thị trường ở thời điểm hiện tại. Chủ nhà đang kẹt tiền nên mới muốn bán, chứ không là mua hai lô đất này, hai nền đất này mà để khoảng tầm 6 tháng nữa thôi thì cái giá đất tăng trưởng rất là cao. Nên quý anh chị mà có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả của video này ha. Đây, con đường đi ra. Đó, dự án trước mặt của những nền đất của mình đây luôn. Dự án đang triển khai làm ha. Cơ sở hạ tầng đã làm hết rồi, cây xanh và vỉa hè đã làm hết rồi. Thì tiếp theo đó là dân cư mà về đông mà xây dựng nhiều thì những cái lô đất của mình hiện tại đây đang rao bán đây là quá quá là tiềm năng và phát triển luôn ha. Rồi em xin chào tất cả mọi người ha.